Quý khán giả đang theo dõi chương trình Người Đưa Tin 24 giờ sáng nay. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên các kênh sóng của truyền hình Vĩnh Long. Yến Ngọc và Thế Anh sẽ tiếp tục đồng hành để chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin sự kiện đang được quan tâm. Và trước tiên, chúng ta hãy cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình sáng nay. Rộn ràng khai hội chùa Bái Đính, hàng ngàn tăng ni Phật tử cùng du khách thập phương đã về trải hội chiêm bái. Hội thi vẽ trang trí trâu lễ hội Tịch Điền Đội Sơn năm 2024 vừa diễn ra với ý nghĩa như việc khai bút tân xuân cùng những mong ước tốt đẹp. Hàng ngàn du khách tham quan trại rắn lớn nhất miền Tây. Camera 24 giờ hôm nay sẽ chuyển đến quý vị những hình ảnh về sự nguy hiểm khi đi vào điểm mù xe có tải trọng lớn. Nữ bệnh nhân 21 tuổi đã hồi sinh sau ca ghép phổi vào ngày 30 Tết. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Thưa quý vị, đã thành thông lệ cứ vào mùng 6 tháng Giêng hàng năm, chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình lại đón hàng ngàn tăng ni Phật tử cùng du khách thập phương về trải hội chiêm bái. Và năm nay, hội Xuân Bái Đính Giáp Thìn 2024 mở đầu cho chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An, trong đó có chùa Bái Đính được UNESCO công nhận vinh danh là di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Đông Nam Á với cả hai tiêu chí văn hóa và thiên nhiên. Lễ hội chùa Bái Đính được chính thức khai hội vào ngày 6 tháng Giêng và kéo dài cho đến hết tháng 3 âm lịch hàng năm. Lễ hội bắt đầu bằng lễ rước kiệu đưa bà dị thờ thần Cao Sơn, Đức Thánh Nguyễn và bà chúa Thượng Ngàn từ khu chùa cổ sang khu chùa mới, sau đó tiếp tục đến phần hội. Phần hội này sẽ bao gồm các trò chơi dân gian, ngắm cảnh chùa, thưởng thức nghệ thuật hát chèo, sẩm, ca trù. Chùa Bái Đính có lịch sử ngàn năm, tọa lạc trong hang động núi Đính, thuộc xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, là một trong những danh lam nổi tiếng của đất cố đô Hoa Lư và cũng là nơi được vua Quang Trung chọn để thực hiện nghi lễ tế cờ, động viên tướng sĩ trước khi tiến ra Thăng Long đại phá quân Thanh. Từ xa xưa, lễ hội truyền thống đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của người dân. Do thường thì các lễ hội truyền thống ở Việt Nam sẽ diễn ra sôi động vào mùa xuân ngay sau Tết Nguyên Đán. Vâng ạ, thế nên mới nói là mùa xuân là mùa của lễ hội. Và tại Hà Nội, trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, Hội Gióng Đền Sóc năm 2024 cũng đã chính thức khai hội tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Sóc. Đây là một trong những lễ hội lớn của Hà Nội được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể năm 2010. Hàng vạn du khách thập phương đã đến Đền Sóc để làm lễ dâng hương trong ngày khai hội. Lễ vật được 8 thôn làng cung tiến tại lễ hội Gióng Xuân Giáp Thìn lần lượt được đưa lên làm lễ, gồm thân mã, cầu hút, trầu cao, voi chiến, ngà voi, cỏ voi, kiệu tướng và giò qua tre. Trong số những lễ vật, giò qua tre được nhiều người quan tâm. Năm nay, qua tre được đặt lễ ở đền thượng, không rước xuống đền mẫu và đền hạ. Người dân nhận lọc trầu cao sau khi đã xong lễ. Mặc dù ai cũng mong muốn được nhận lọc, nhưng đã không còn cảnh tranh cướp như một số lễ hội trước. Và trong hôm qua mùng 6 Tết, ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai hội đền Đũm và cũng tại đây, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024. Và nằm dưới chân núi Đũm, đền Đũm thờ tướng Dương Tự Minh, danh tướng người dân tộc Tày, có công giữ vững biên cương phía Bắc nước Đại Việt dưới Triệu Lý, được người dân địa phương tôn là Đức Thánh Đũm. Hàng năm, địa phương tổ chức lễ hội đền Đũm nhằm tri ân công đức của Đức Thánh Đũm. Lễ hội này đã được công nhận là di sản văn hóa quốc gia. Năm nay, từ mùng 5 Tết Nguyên Đán, nhiều hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội đền Đũm được triển khai như lễ rước nước, rước đất, từ giếng dội về đền Trung. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động ý nghĩa cũng được tổ chức như lễ dân hương của các xã thị trấn cúng tiến Đức Thánh Đũm. Ngày chính hội có các nghi lễ như mộc dục, gia quan, lễ trước vào đền, đại tế, khai mạc và lễ tạ. Các nghi lễ được thực hiện đúng quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch với di tích cấp quốc gia, di sản văn hóa phi vật thể theo tinh thần trao truyền cho nhân dân. Trong không gian lễ hội đền Đũm, Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024 được tổ chức
với sự góp mặt của gần 1.000 ấn phẩm báo xuân. Còn tại Hà Nam, lễ hội Tịch Điền Đội Sơn năm 2024 được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng Giêng trên cánh đồng Đội Tín, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên. Và một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm là hội thi vẽ trang trí trâu. Tham gia hội thi có 20 họa sĩ, nhóm họa sĩ. Ngay sau hội trống khai mạc hội thi, các họa sĩ bắt đầu thể hiện ý tưởng sáng tạo nghệ thuật trên mình trâu. Với những góc nhìn, cách thể hiện khác nhau, các họa sĩ đã tạo nên những tác phẩm mang nét độc đáo riêng. Hội thi vẽ trang trí trâu, lễ hội Tịch Điền Đội Sơn được tổ chức vào dịp đầu năm mới, có ý nghĩa như việc khai bút tân xuân với những họa tiết và gam màu tươi sáng, ẩn chứa những điều mong ước tốt đẹp. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho họa sĩ Đỗ Thắng, tỉnh Hà Nam, giải nhì cho họa sĩ Hoàng Trung Dũng, tỉnh Thái Bình, và họa sĩ Nguyễn Hồng Phương, thành phố Hà Nội, họa sĩ Trần Phong, tỉnh Hà Nam, họa sĩ Nguyễn Đoan Ninh và Trần Hữu Chiến đoạt giải ba. Những chú trâu đoạt giải sẽ tham gia nghi thức xuống đồng cài Tịch Điền vào hôm nay. Thưa quý vị, Trung tâm Nuôi trồng Nghiên cứu Chế biến Dược liệu Cục Hậu cần Quân khu 9, hay còn có tên gọi khác là Trại rắn Đồng Tâm ở Tiền Giang, được xem là bảo tàng rắn đầu tiên tại Việt Nam, nơi nuôi dưỡng và bảo tồn nhiều loài rắn quý hiếm. Và nơi đây là điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi có dịp trải nghiệm và khám phá miền Tây. Và trong dịp Tết thì cũng không là ngoại lệ. Trong những ngày Tết, mỗi ngày Trại rắn Đồng Tâm có khoảng 4.000 đến 5.000 lượt khách tham quan, trong đó 30% là trẻ em. Trại rắn Đồng Tâm rộng 12 hectare, có hơn 1.000 con rắn các loại, trong đó chủ yếu là rắn hổ mang với gần 700 con. Ngoài khu vực nuôi, bảo tồn 40 loài rắn, nơi đây còn có bảo tàng rắn, vườn thú, vườn du lịch sinh thái và có cả khu điều trị cho người bị rắn cắn. Đây được xem là nơi chuyên chữa trị rắn cắn lớn nhất cho người dân đồng bằng sông Cửu Long. Quý vị đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long, và sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo. Camera 24 giờ cẩn trọng khi đi vào điểm mù xe tải trọng lớn. Nữ bệnh nhân 21 tuổi đã hồi sinh sau ca ghép phổi vào ngày 30 Tết. Khám phá văn chương muôn màu dưới triều Nguyễn thông qua triển lãm trực tuyến. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân một người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, người dân sống tại một chung cư trên đường DT743, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, nghe thấy tiếng động mạnh bên hông chung cư nên chạy ra xem thì phát hiện một người đàn ông tử vong. Nạn nhân được xác định là anh TQT, sinh năm 1987, quê ở Bình Thuận, sống một mình tại căn hộ trên tầng 19. Khi kiểm tra, lực lượng công an nhận thấy căn hộ của anh T đã bị khóa trong. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Ghi nhận đáng chú ý trên lĩnh vực y tế, cô gái 21 tuổi mắc bệnh phổi hiếm gặp, may mắn được ghép phổi trong ca phẫu thuật kéo dài 12 tiếng đồng hồ đến đêm giao thừa Tết Giáp Thìn, do Bệnh viện Phổi Trung ương vừa thông tin về tình hình sức khỏe của nữ bệnh nhân này. Bệnh nhân là cô gái trẻ 21 tuổi, quê ở tỉnh Bắc Cạn, đang là sinh viên của một trường đại học và phải bỏ giữa chừng vì mắc bệnh lý u cơ trơn bạch huyết ở phổi, hay còn gọi là bệnh phổi đục lỗ, là một bệnh hiếm gặp và thường xảy ra ở phụ nữ trẻ. Theo các bác sĩ đánh giá thì tình trạng người bệnh rất nặng, khả năng tử vong nếu không được ghép phổi. Vào lúc 13 giờ ngày 8 tháng 2 năm 2024, tức 29 Tết, sau khi nhận được thông tin có phổi hiến từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Phổi Trung ương đã kích hoạt khẩn cấp chương trình ghép phổi và tổ chức hội chẩn lựa chọn người bệnh được nhận tạng ngay trong đêm. Các phẫu thuật được tiến hành vào ngày 30 Tết, kéo dài 12 tiếng và đã thành công tốt đẹp. Sáng mùng 1 Tết, người bệnh đã tự tỉnh, tự thở những hơi thở đầu tiên của hai lá phổi mới. Ngay trong ngày đầu tiên sau ghép phổi, người bệnh đã phục hồi tốt, các chỉ số hô hấp ổn định. Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho biết, số ca nhập viện do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, đã thương và ngộ độc các loại trong lễ Tết Giáp Thìn 2024 tại bệnh viện này đều giảm so với năm 2023.
Đáng chú ý là trong số các ca bị tai nạn giao thông, chỉ có 2 ca sử dụng rượu bia. Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết trong 7 ngày từ ngày 8 tức 29 Tết đến 14 tháng 2 tức mùng 5 Tết, bệnh viện đã tiếp nhận 1.870 bệnh nhân vào cấp cứu, trung bình là 267 ca mỗi ngày. Nhìn chung, số ca tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt đã thương và ngộ độc các loại nhập viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy dịp Tết năm nay giảm so với năm 2023. Theo thống kê của Bệnh viện Chợ Rẫy, từ ngày 23 âm lịch đến ngày 14 tháng 2 mùng 5 Tết, thì tổng số ca bị tai nạn giao thông mà bệnh viện tiếp nhận là 635 ca, giảm so với năm 2023, và trong đó chỉ có 2 ca sử dụng rượu bia. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi Camera 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Kính thưa quý vị, khi di chuyển gần các phương tiện có kích thước lớn như là xe tải hay xe container, nhiều phương tiện do vô tình đã đi vào điểm mù của những loại xe này. Điều này khiến cho các lái xe tải, xe container không thể phát hiện đang có xe di chuyển bên cạnh, và đây cũng là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn thương tâm. Theo camera giao thông ghi lại tại ngã tư Long Hậu, Hiệp Phước, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, lúc này một xe container và một số xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Khi tín hiệu đèn xanh bật lên, xe container di chuyển được một đoạn thì bất ngờ một chiếc xe máy rẽ ngay trước đầu container. Do bị khuất tầm nhìn và không nhận thấy tình huống nguy hiểm trên nên xe container đã đâm vào người điều khiển xe máy. Sau va chạm, người đi xe máy và phương tiện đều bị ngã và cuốn vào gầm container. Vào ngày 19 tháng 11, trên địa bàn thị trấn Thường Tín, Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy. Theo camera ghi lại, khi chiếc xe tải xi nhan chuẩn bị rẽ, người lái xe máy vẫn cố tình tạt qua đầu xe tải để vượt lên trước. Hậu quả, xe máy rơi vào điểm mù của xe tải và bị cuốn vào bánh xe. Hai người ngồi trên xe máy bị thương. Tình huống giao thông thoát tim này được camera hành trình ghi lại trên địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Theo đoạn clip camera hành trình tài xế đi phía sau ghi lại, một người đàn ông đi xe máy chuyển hướng qua đường dư chỗ con người và không quan sát phía sau, bị chiếc xe tải chạy cùng chiều hất ngã do rơi vào điểm mù. May mắn người này đã ngã văng ra ngoài, không bị cuốn vào gầm xe tải nên không có nguy hiểm đến tính mạng. Vụ việc xảy ra gần trưa ngày 31 tháng 10 ở xã Cư Pơn, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk. Theo camera an ninh ghi lại, thời điểm này ngoài trời có mưa và nhiều người đi xe máy, xe đạp điện qua lại khá vội vàng. Trong đó có một chiếc xe đạp điện chở theo hai người mặc áo mưa và che dù đang di chuyển trên đường thì phát hiện chiếc ô tô tải đang lùi thẳng về phía mình. Quá bất ngờ, cả hai người trên xe đạp điện chỉ kịp dừng xe và đứng lại mà không có một động thái gì. May mắn, đúng lúc sắp xảy ra va chạm thì một người đàn ông đi xe máy ngang qua đã phát hiện và hô hoán để tài xế ô tô tải chú ý kịp tránh lại. Thưa quý vị và các bạn, triển lãm trực tuyến với chủ đề văn chương muôn màu vừa chính thức ra mắt, qua đó giúp công chúng tiếp cận tìm hiểu về đời sống văn chương triều Nguyễn. Đây là một trong những sự kiện nhằm hướng tới Ngày thơ Việt Nam. Triển lãm khai mạc trong hôm qua trên website và fanpage của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1. Hơn 200 tài liệu về đời sống văn học dưới triều Nguyễn giai đoạn 1802-1945 được lựa chọn từ khối châu bản triều Nguyễn, di sản tư liệu thế giới, được giới thiệu rộng rãi đến công chúng. Dưới triều đại này, văn chương hiện diện khắp nơi trong đời sống thường nhật, đặc biệt là vào các dịp lễ Tết. Triển lãm được trưng bày theo 3 nội dung chính. Phần 1 có chủ đề Những gương mặt thân quen, là chân dung các tác gia của thế kỷ 19-20 như Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Trường Tộ, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh. Hiểm địa của ngôn từ là chủ đề của phần 2, giúp người xem hiểu rõ hơn về các vụ án văn chương. Phần 3 với chủ đề Tiêu dao miền thơ phú sẽ nhấn mạnh tới vị trí đặc biệt của thơ văn trong đời sống cung đình. Triển lãm văn chương muôn màu sẽ giúp công chúng có cái nhìn đa chiều để hiểu đúng, hiểu sâu về một giai đoạn văn học,
Việc tiếp cận các danh nhân văn học và đời sống văn chương triều Nguyễn từ điểm nhìn châu bản đem đến cho người xem nhiều thông tin bổ ích và thú vị, từ đó góp phần kiến giải để hiểu sâu sắc hơn về những thông điệp mà các tác giả văn học gửi gắm qua từng tác phẩm. Đặc biệt, đây là thông tin bổ trợ làm phong phú thêm kiến thức văn học lịch sử triều Nguyễn trong nhà trường. Những ngày đầu xuân, thủ phủ cà phê Đắk Lắk đang vào độ phủ trắng trời xanh. Những đồi hoa cà phê trắng muốt bắt đầu trổ bông khoe sắc, báo hiệu một vụ mùa bội thu. Giữa tiết trời se đạnh, cà phê bắt đầu trổ bông khoe sắc, phủ trắng khắp núi đồi, tạo nên một khung cảnh đặc biệt. Đồi tuyết trắng là cách người dân nơi đây ca ngợi vẻ đẹp của loài hoa này. Mùa hoa cà phê Tây Nguyên nở thường bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 4 dương lịch hàng năm. Thời điểm này, hoa sẽ trổ thành từng đợt, mỗi đợt kéo dài từ 7 đến 10 ngày. Hoa cà phê mọc thành chùm, dọc cành, cánh hoa mỏng, nở tròn xoe, hao hao hoa cúc. Loài hoa này mang mùi hương thoang thoảng, thu hút ong rừng tới hút mật. Sau mấy ngày Tết, nhiều hộ dân tranh thủ ra thăm vườn để quan sát mức độ sinh trưởng phát triển của cây cà phê. Ai cũng hy vọng khởi đầu một năm mới suôn sẻ, gặt hái được nhiều thắng lợi. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, các địa phương có đường biên giới của tỉnh Lào Cai đã có những thay đổi rõ nét. Bà con các thôn bản không chỉ thi đua sản xuất phát triển kinh tế, hàng hóa, mà còn tích cực góp sức xây dựng nông thôn mới. Và tại huyện biên giới Mường Khương, mỗi mùa xuân mới lại ghi nhận những thành tựu đáng tự hào, đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo. Tết Giáp Thìn 2024, 22 trong số 27 hộ gia đình ở cụm xóm Lùng Dùi đã xây được nhà ở kiên cố khang trang như thế này. Đây là một niềm tự hào của bà con dân bản. Trong đó, nhiều ngôi nhà trong xóm là sản phẩm của 4 đội thợ xây trong thôn sau khi được tham gia các lớp dạy nghề xây dựng. Ngày xưa ấy, thôn này nó cái nhà nó có lừng ngói tôn gì đâu, nó làm bằng dơn hết mà. Học cái nghề xây dựng này để hỗ trợ cho nhau, giúp nhau trong làng. Cả thôn cũng có tay nghề xây dựng và cũng cùng giúp đỡ làng. Làm một cái nhà 2 tầng gì đó, khoảng 700-800 triệu thì là chỉ mất tiền mua vật liệu về, chỉ mất khoảng 300-400 là cũng làm được một cái nhà 2 tầng, 3 tầng. Xã Thanh Bình, huyện Mường Khương có 2 thôn có đồng bào dân tộc Bố Y sinh sống. Toàn xã có hơn 200 hộ dân người dân tộc Bố Y. Đời sống của bà con đang dần được nâng lên. Tất cả các cái thu nhập theo cái đánh giá thì cũng khá hơn so với những năm trước. Thôn La Hầu này tỷ lệ hộ nghèo thì còn chiếm khoảng hơn 20%. Một trong những 8 thôn khá giả nhất của xã Thanh Bình. Năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng huyện Mường Khương vẫn có những khởi sắc trong công tác giảm nghèo. Toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đặc biệt có 923 hộ thoát nghèo trong năm qua. Tỷ lệ hộ nghèo còn 33,19%. Bức tranh các thôn bản vùng biên cũng ngày càng tươi sáng. Tăng cường sự tuyên truyền, vận động để người dân đồng hành, người dân tham gia và người dân là một cái chủ thể để thực hiện. Thay đổi cách nghĩ, cách làm và khơi dậy cái tư tưởng vươn lên thoát nghèo của người dân. Xuân về mang theo những niềm vui, hy vọng cho một năm mới hạnh phúc, bình an. Còn đó những khó khăn, nhưng xuân mới Giáp Thìn 2024, vùng biên giới Mường Khương vẫn sặc sỡ chợ phiên, thắm sắc hoa đào. Nét bình yên hôm nay sẽ tiếp thêm sức mạnh để nhân dân các dân tộc nơi đây thêm quyết tâm xây dựng cuộc sống mới, góp sức giữ vững cương thổ quốc gia. Và đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Người Đưa Tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền Hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Và để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvnli.vn hoặc là tải ứng dụng THVNLI trên Google Play và App Store. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.